Tô đại náo cung đình, Quốc hội chưa quyết được nhân sự cho hai trụ trống. Như vậy là cuộc họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội khóa 15 đã diễn ra, nhưng chỉ giải quyết việc miễn nhiệm các chức vụ của ông Vương Đình Huệ, chứ không bầu bán nhân sự cho hai vị trí mới của tứ trụ đã bị dụng. Trong vòng hơn một tháng qua, số lượng tứ trụ dụng quá nhiều, gây rất sốc trong Đảng Cộng sản và người dân bàn tán xôn xao. Ông Trần Thanh Mẫn được phân công tạm quyền điều hành Quốc hội thay cho Chủ tịch Vương Đình Huệ phải từ chức. Đây là điều tất yếu bởi ông Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch Thường trực của Quốc hội. Theo luật, ông là người tạm quyền khi vắng Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội không bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Điều đó có nghĩa là Hội nghị Trung ương bất thường lần thứ 7 vừa qua chưa quyết được ai chám vào hai vị trí này. Trước Hội nghị Trung ương bất thường một ngày là cuộc họp Bộ Chính trị, lúc đó thông tin rò rỉ là Bộ Chính trị quyết định ông Trần Thanh Mẫn ngồi vào vị trí Chủ tịch nước và bà Trương Thị Mai ngồi vào ghế Chủ tịch Quốc hội. Thực tế hôm nay cho thấy cuộc đấu đá ở Bộ Chính trị vẫn đang bất phân thắng bại và Hội nghị Trung ương bất thường sau đó cũng chưa thể quyết định được vấn đề về nhân sự. Do đó Quốc hội chưa có gì để mà gặt bởi cái gọi là Quốc hội của chế độ này chỉ là bù nhìn. Tô Lâm vừa đốn trụ, vừa gây khó khăn cho việc chọn người chám vào trụ trống, vừa cản trở việc bầu bổ sung cho Bộ Chính trị. Nhân sự Bộ Chính trị đang khủng hoảng rất nghiêm trọng. Trước đây, ông Trọng đã ra tay mạnh khiến cho nhiều ủy viên Bộ Chính trị rơi rụng. Đến lượt Tô Lâm sau khi tạo phản, ông còn đánh mạnh hơn cả Tổng Bí Thư. Theo thông lệ bình thường, khi Bộ Chính trị thiếu hụt nhân sự thì sẽ tổ chức bầu bổ sung, nhưng đến nay, dù Bộ Chính trị đã khiếm khuyết đến 5 trên tổng số 18 người mà vẫn không bầu bổ sung được vào người nào. Nguyên nhân cũng vì các phe giành suất bầu bổ sung cho phe của mình. Tứ trụ hao hụt một nửa, Bộ Chính trị hao gần 1/3, trong khi đó nhân sự đang chờ để được thay thế không thiếu, nhưng vẫn không có ai được chọn cả. Nguyên nhân là do Tô Lâm đại náo cung đình, các ghế, các vị trí từ tứ trụ đến Bộ Chính trị và cả Trung ương Đảng đều bị Tô Lâm làm khó và ngăn cản. Vì ông Tô Lâm muốn nhóm Hưng Yên của ông phải có phần trong nhóm được bầu bổ sung. Hiện nay có khả năng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục cho đốn thêm ủy viên Bộ Chính trị. Bất kỳ ai, bất kỳ phe nào có nguy cơ đe dọa sức mạnh chính trị của phe Hưng Yên đều là đối tượng bị Tô Lâm nhắm vào. Tô Lâm hiện nay có rất nhiều kẻ thù, ngoài nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh thì còn có nhóm Ninh Bình, cũng là một nhóm địa phương rất mạnh. Nhóm Ninh Bình hiện nay có một ủy viên Bộ Chính trị và 6 ủy viên Trung ương Đảng. So với nhóm Hưng Yên của Tô Lâm thì nhóm Ninh Bình nhiều hơn một ủy viên Trung ương. Nhóm Ninh Bình trước đây do ông Trần Đại Quang cầm đầu và có nhiều ân oán giang hồ với Tô Lâm ở Bộ Công an. Nếu ông Trần Quốc Tỏ được Tập Cận Bình chiếu cố và vào được Bộ Chính trị thì lúc đó sức mạnh của nhóm Ninh Bình sẽ nhân lên gấp bội, đe dọa nhóm Hưng Yên của Tô Lâm ngay trong Bộ Chính trị và trong cả Bộ Công an. Nếu ông Trần Quốc Tỏ vào Bộ Chính trị thì phe Hưng Yên của Tô Lâm sẽ không còn được bình yên nữa. Việc loại bỏ ông Tổng Trọng ra khỏi ngai vàng đang là thách thức vô cùng lớn với Tô Lâm. Điều đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang nắm Bộ Quốc phòng về mặt đảng. Chỉ cần ông Trọng bắt tay Phan Văn Giang thì Tô Lâm hết cửa. Hiện nay Phan Văn Giang đang ngồi im quan sát, chưa biết ý ông như thế nào. Tuy nhiên, để khắc chế được sức mạnh súng đạn thì chỉ có thể là súng đạn mạnh hơn mà thôi. Nếu Phan Văn Giang chịu ra mặt, ưu thế của Tô Lâm sẽ không còn như trước được nữa. Khả năng không đốn được Tổng Trọng lúc này, nhưng Tô Lâm sẽ cho đốn bất kỳ thế lực nào được cho là vây cánh của ông Tổng Bí Thư. Cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu Phan Văn Giang ngả về phe Tổng Trọng. Nếu Phan Văn Giang công khai ủng hộ ông Tổng, thì việc chạm trán với Tô Lâm là điều khó tránh khỏi. Nếu Tô Lâm cho đốn loạn xạ ở Bộ Chính trị và cản trở việc bầu bổ sung, rất có thể sẽ tới lúc Phan Văn Giang phải lên tiếng. Lúc đó triều đình của Đảng Cộng sản sẽ có phim hay để phục vụ cho toàn dân cùng xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô đại náo cung đình, Quốc hội chưa quyết được nhân sự cho hai trụ trống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Bám Trần Huệ cầu viện tập, liệu Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang có được chiếu cố hay không? Chuyến viếng thăm của ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh vào ngày 7 tháng 4 được xem như là chuyến đi cầu viện. Lúc ấy, Vương Đình Huệ đang tìm mọi cách để cứu vãn tình thế trước đòn tấn công của Tô Lâm. Chuyến đi này khá dài ngày và có những nhân vật đang muốn vào Bộ Chính trị cũng tháp tùng, đó là Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang. Chuyến đi của ông Vương Đình Huệ chỉ lấy danh nghĩa Chủ tịch Quốc hội với ông Huệ gặp Tập Cận Bình trước khi gặp người đồng cấp Trung Quốc ông Triệu Lạc Tế. Nếu thật sự đi thăm viếng với vai trò người đứng đầu cơ quan lập pháp thì ông Huệ không thể mang theo những nhân vật trong cơ quan hành pháp như ông Trần Quốc Tỏ và ông Trần Lưu Quang. Chỉ có thể là đi cầu viện thì mới không phân biệt hành pháp hay lập pháp, miễn ai có nhu cầu và xin được chiếu cố thì tháp tùng. Ông Trần Lưu Quang thực tế cho thấy chuyến đi cầu viện của ông Huệ đã thất bại, bởi vừa về đến Việt Nam ông Huệ đã bị đánh dồn dập và phải từ giã cuộc chơi rất sớm. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu ông Trần Quốc Tỏ và ông Trần Lưu Quang có bị liên lụy vì thất bại của ông Vương Đình Huệ hay không? Khi người Cộng sản muốn dìu dắt đàn em thì thường dẫn theo để mà giới thiệu với các đối tác trong các chuyến công tác của họ. Ví dụ vào ngày 12 tháng 12 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng lúc đó là Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến đi này, ông Thưởng có dẫn theo Nguyễn Minh Chiết là con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng để giới thiệu với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Chiết không có vai trò gì trong chuyến công tác này, có khả năng ông Trần Quốc Tỏ và ông Trần Lưu Quang tháp tùng ông Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh cũng với mục đích tương tự, và cũng không loại trừ khả năng hai người này cũng cầu viện để mưu cầu vị trí tương lai cho bản thân, đặc biệt là vị trí trong Bộ Chính trị. Nhưng ông Huệ đã ngã ngựa, chứng tỏ Tập Cận Bình không ra tay cứu giúp. Như vậy nếu ông Tỏ và ông Quang cũng cầu viện thì chưa chắc đã được toại nguyện. Thói quen đi cầu viện của giới lãnh đạo Việt Nam mỗi khi muốn lên chức chỉ khiến cho Đảng Cộng sản và đất nước Việt Nam ngày càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc. Cách làm chính trị, cách thâu tóm quyền lực của ông Trọng trong những năm vừa qua là tấm gương sáng cho các nhân vật mới nổi sau này. Việc ông Trọng quật được ông Nguyễn Tấn Dũng được cho là có nguyên nhân không nhỏ, đến từ việc ông kết thân với ông Tập Cận Bình. Ông Trần Quốc Tỏ, tấm gương của ông Tổng giờ đây đã khiến cho các phe phái trong đảng lũ lượt kéo sang Bắc Kinh. Mỗi khi có đấu đá, ông Tô Lâm sang Bắc Kinh hồi tháng 9 năm 2023, sau khi trở về mới ra tay hạ sát hàng loạt đồng chí của ông sau đó. Ông Vương Đình Huệ bị đe dọa sinh mạng chính trị cũng chạy vội sang Bắc Kinh. Ông Trần Quốc Tỏ, ông Trần Lưu Quang cần vào Bộ Chính trị cũng tháp tổng theo. Như vậy, có phải tấm gương của ông Trọng đã khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một cần Bắc Kinh hơn hay không? Thực tế thì quá nhiều người sang cầu cứu, trong đó có cả những kẻ đang đánh và đang bị đánh, thì ông Tập sẽ chọn ai đây? Có lẽ ông Tập chẳng cần can thiệp, cứ để cho đàn gà trong chuồng đá nhau loạn xạ. Con nào gục thì loại luôn, con nào thắng thì được chọn. Có lẽ cả ông Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang, dù có cầu thì cũng phải tự chiến đấu. Ông Tập chẳng hơi đâu mà ra tay cứu người này, đạp người kia trong khi ai cũng có ý thuần phục cả. Đảng Cộng sản Việt Nam càng loạn thì Trung Quốc sẽ càng hưởng lợi nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đề với bản tin Bám Trần Huệ cầu viện Tập, liệu Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang có được chiếu cố hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề.